Henry chào cô chú đi con. Henry chào cô chú. Đây là cái chỗ yêu thích của thằng Henry nè cả nhà. Đó, Henry à. Henry à. Henry nằm đây, Henry làm cái gì vậy? Henry nằm ở đây, Henry nhìn ra ngoài giường đó. Chút xíu nữa sẽ có mấy con sóc quá. Với con gấu mèo với con trùm hôi nó tới nó ăn á, với chó sói nữa đó. Chút nữa tụi nó sẽ tới nha, má để được ăn cái nước cho tụi nó hết rồi đó. Chiều chiều là Henry nó ra đây nó nằm rồi mọi người đó. Nó muốn ra ngoài mà má nó không cho nó ra, má nó chuẩn bị cho nó một cái chỗ lý tưởng này nè. Ở đây nó nằm, ở đây nó nhìn ra nè mọi người đó. Má nó kê nệm, kê gối, trải thảm đỏ trải thảm đỏ cho nó nằm hết trơn rồi. Nó kéo cửa sổ luôn rồi đó, má nó chuẩn bị hết cho nó rồi đó. Đây là cái chỗ gọi là VIP á, chỗ ngồi để mà coi show á. Chút xíu nữa trời tối chút xíu nó sẽ có show đó, nằm đó mọi người. Nó từ cái giường bên đây nè đó, cái giường của nó nè, nó phóng qua cái ghế bên đây nó ngồi, nó ngồi trên cao. Nó chưa thấy con nào tới ha, chút xíu nữa nha, chút xíu nữa trời tối rồi. Có con chim, có con chim xa xa, có con chim nó đang tới đó, chỗ yêu thích của Henry á cả nhà đó. Chút nữa là có show. Henry giống như là thích coi show quá cho nên tới sớm mà mọi người, tới sớm chứ 1 tiếng. Tới sớm chứ 1 tiếng, 1 tiếng nữa mới có show đó. Cưng ổng chưa, nó ngồi trên cao nè đó. Vậy giờ má cho ăn no hết rồi, tắm mát hết rồi, sạch sẽ rồi, giờ là ngồi coi show thôi. Bye bye cả nhà nha. Chút nữa thôi, có gì vui vui rồi mới nô quay phim cho cả nhà cùng xem với Henry nha.